Vu Lan mùa báo hiếu là dịp mỗi người con thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, ông bà và bố mẹ bằng việc đến chùa lễ Phật, cầu nguyện cho người thân quá vãng được siêu thoát. Hoặc với những ai may mắn còn cha còn mẹ thì đây là dịp để trở về, thăm hỏi và quây quần yêu thương. Tuy nhiên thì trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, nhiều người con xa nhà không thể có mặt cùng với gia đình. Vì vậy mà những bài dự thi Vu Lan mùa hiếu hạnh sẽ trở thành cánh chim gửi sự biết ơn đến bậc sinh thành. Bạn bây giờ đang tất bật với công việc, bận rộn với cuộc sống hàng ngày, cứ xoay vòng vòng thường nhật mà quên đi những người đang ngóng chờ bạn hàng ngày. Bản thân tôi cũng đã có rất nhiều lần có những cái lời cãi vã và không hiểu bố mẹ và không biết là tại sao bố mẹ làm như thế, hay là bố mẹ không yêu thương mình. Tuy nhiên sau này thì càng ngày càng lớn nên mình rất đồng cảm và rất hiểu được cái gánh nặng sức mạnh đồng tiền đặt lên vai bố mẹ để có thể gửi cho con cái học ở xa. Và mình đã quyết định làm video này, thứ nhất là để có thể giải bày được một chút tâm tư của mình, thứ hai là để gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, và đồng thời muốn lan tỏa được cho tất cả các bạn, khi các bạn xem được video này hãy dành thời gian nhiều hơn và sự yêu thương nhiều hơn cho bố mẹ và cho chính những người thân trong gia đình của mình. Đó chính là lời tâm sự từ sâu trong trái tim của cô gái Hà Giang, Hoàng Thị Giang Na, phải xa nhà học nội trú từ khi vào lớp 7. Đến nay, niềm mong mỏi lớn nhất của cô sinh viên trường luật là dịch chóng qua để lại được trở về vùi đầu trong vòng tay cha mẹ. Cũng tham gia cuộc thi, Hương và nhóm Phật tử Ươm mầm Đạo đức Thái Nguyên đã dành một tuần để lên ý tưởng và hoàn thiện bài thi. Clip là tập hợp hình ảnh các thành viên trong nhóm bên gia đình cùng lời muốn gửi đến cha mẹ. Trong quá trình mà thu thập hình ảnh cũng như là những câu chuyện của các bạn thì mỗi bạn thì sẽ có một câu chuyện riêng khác nhau. Đó cũng là một khó khăn trong quá trình làm video. Khi đó là chúng tôi đã quyết định sẽ là chỉ đưa ra một cái nội dung nhất định để các bạn cùng chia sẻ và muốn nói, đó là lời cảm ơn đến cha mẹ của mình ạ. Ngàn đoá sen thơm, Vu Lan mùa hiếu hạnh là cuộc thi được nhóm sinh viên Sống Không Hối Tiếc phát động từ ngày 31 tháng 7. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích sáng tạo cho các cá nhân, đội, nhóm, mà còn là cầu nối giúp các bạn trẻ thể hiện sự biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân. Theo Đại Đức Thích Chánh Thuần, thành viên ban giám khảo, cuộc thi online này vừa là sự ứng biến nhanh nhạy, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, lại vừa mang đến sự sinh động, nâng cao chất lượng các bài viết. Chất lượng bài là tương đối tốt, nó kết hợp được giữa truyền hình, giữa radio và các cái thể loại văn học, báo chí, và nó kết hợp được giữa cái phong cách đương đại và các cái phong cách cổ truyền, thì đấy là một cái rất là sáng tạo. Về cái nội dung á, thì rất là giàu cảm xúc, mộc mạc, chân thực, và nó đưa ra được những thông điệp về chữ hiếu đối với cha mẹ trong giới trẻ và bổn phận làm con cần phải hiếu kính với cha mẹ. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện xúc động, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc. Như vậy có thể thấy, ngay cả trong dịch bệnh, thì tinh thần Vu Lan vẫn luôn rực rỡ, trở thành ngọn đuốc thắp sáng tâm hiếu hạnh giữa rằm tháng 7 âm lịch.